Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lê Linh sẽ ăn cơm với hai món. Món kho với món canh. Cá kho, cá ngát kho và canh chua cá ngát nha mọi người. Canh chua nấu với bạc hà, rau muống với giá. Rồi, mời mọi người ăn cùng Lê Linh nha.
Video của Lê Vinh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt mọi người.